Trời ơi. Em bé bồng bông hai má hồng hồng nha. Xuống là tự xuống. Trời ơi. Thôi đi luôn. Vô luôn á Trời ơi đi dễ thương không? Kìa cô chú anh chị xem kìa. Cái thật ra cái xe ba gác á thì mình chạy nó phải quen mới được chứ không thôi là nó hơi bị đảo. Nó đảo, mình phải chạy quen. Đúng rồi, em mới chạy là nó đảo vậy đó. Rồi qua đi anh, qua đi anh. Qua đi. Hậu Giang cũng muốn chia sẻ lại cô chú anh chị cái xe ba gác này và cái chiếc xe gắn máy này là của Quý Mạnh Thường Quân, cô Hạnh Nghiêm đã tài trợ cho vợ chồng của Năng Lùng đó cô chú anh chị, và cũng là gửi cho em là số tiền để vợ chồng em trả nợ. Rồi bắt đầu là ngày mai là đi chạy cái xe này đi chở dừa chưa, chở khóm chưa? Dạ chở khóm chứ dừa chưa dám chạy, để về bữa quen mới dám chạy lấy dừa. Gì đó. Dạ. Ừ. Cứ chạy vài ngày đi cho nó quen. Vì mình mới á, mình mới chạy nó sàn gì lắm, nó khó chạy lắm. Dạ. Hồi nãy tụi anh là tính vợ chồng em, còn chọn cái vị trí bán đó mà chạy lại thấy dọn trống cho nó rồi, bữa nay hai đứa hết sớm rồi. Dạ. Em còn cũng mới về chút chứ gì hả? Mới về xíu rồi lấy xe quay về như vậy. À. Rồi cái xe sao, cái xe có làm nồi lại không? Dạ có làm nồi rồi. Làm nồi lại dạ. Cho ngày ha. Tại vì mình chở cái này là nó nặng cho nên là mình dạ. Phải làm cái nồi lại. Xíu ha, bốn anh em anh leo lên là anh chở một hồi bây giờ gì đi để test cho mình chạy cho nó vững cái tay lái. Dạ. Thì bốn anh em YouTube của tụi anh sẽ ngồi lên cái thùng ba gác này. Dạ. Em sẽ chở thử một vòng ha. Thôi tôi không đi hả? Sao hả? Chưa tắm hả? Khi nào tôi tắm đây tôi đi. Dạ mà chở không mới được nè. Không mà xe này hàng cứng cáp vậy chứ. Dạ. Sắt thấy dày dặn lắm cô chú anh chị, ngon lành lắm, ngon lành cành đào. Rồi bán hết rồi hả hẳn? Dạ bán dày lắm cô chú. 15 trái mà bữa nay khách hơi vắng nên về sớm mới mệt bữa. Rồi chiếc xe ngon lành luôn nè. Dạ. Dày lắm. Chiếc xe này mới trở về hả? Bước lên đây em anh. Mới trở về nè cô chú anh chị. Xe nhìn giống xe mới phải không? Xe mới mà. cô Hạnh Nghiêm đã mới đầu tư. Cô Hạnh Nghiêm đầu tư cho hai vợ chồng đó. Cái này là có chiếc xe này thì có việc mà đi mua dừa chở khóm rồi này kia tiền cho hẳn nữa cô chú anh chị. Cô Hạnh Nghiêm với anh Hùng bên Canada. Hồi sáng anh Hùng cũng mới gọi cho anh á. Nói là vợ em bán cái số mà ôm 50 mấy tờ á. Dạ. Em đừng có la vợ nha. Dạ em đâu có la đâu anh. Không có la, có la không? Không. Tối mới cho ôm là gì hả? Tối cho ôm mày phải không? Dạ. Đó thì anh Hùng nói là để anh sẽ gửi tiền cái phần đó cho. Đừng có la. Bù lại cái phần lỗ của vợ em ngày hôm qua đó. Năm 51 tờ thì tối hung 51 cái là được rồi. Kêu vợ hung vậy đó. Nói anh sẽ cố gắng cũng như là thấy cái nhà mình nè, nước nhiều quá, anh sẽ cố gắng hỗ trợ. Nhưng mà kêu những cô chú nào cũng như chung tay á, xem giúp đỡ thêm với anh. Anh hỗ trợ làm lại một cái ngôi nhà mới ha. Trong đó thì có một cái chị gái nữa bình luận là muốn hỗ trợ vốn cho hai vợ chồng nè. Xe này chạy ok chưa? Dạ. Chứ hôm nay có một cô thấy chồng cũng bán hàng ít, nó không có lời nhiều. Cô có mỗi lời là đem sữa đậu nành giao cho bán, chiều không hết cô lấy lại. Trời ơi, trời quá vậy là quá trời tốt rồi. Bịch 3.000 bán lại 5.000 kiếm lời. Ơi, bây giờ bà con ai cũng thương hết ha. Tạo điều kiện cho vợ chồng cương vị là quý quá rồi. Vậy là em bán bỏ trái cây với dừa ở đây. Dạ. Với em bỏ Năng Lùng vô đây luôn hả? Dạ. Rồi lỡ người ta tưởng trái dừa luôn sao? Còn em có bữa lót dán cái này cho vợ em ngồi. Lót cái này hả? Dạ. Lót cái vô đây đây. Vậy là cho vợ ngồi trên chứ không phải là cho ngồi trong xe này hả? Dạ không. Trời ơi. Nghe thắt dây an toàn á, chạy nó cười tưng á. Phải kêu vợ phải ôm vô cho giữ nha. Dạ. Không, cái đó là sao mà thiết kế có cái ghế ngồi cho vợ ngồi trên đó. Dạ. Với cái anh kia ảnh nói cái đồ xay xay này nè. Nó cái cây nó chỉa vậy thấy ghê lắm á. Em ơi. Một hồi chắc có thể là em phải chạy chiếc xe này để test thử để Năng Lùng lên chở thấy như thế nào nha. Dạ. Vợ có lên ngồi chưa? Sao chưa. Kiểu này sao leo lên? Đâu có. Thả lên trước đó. Thả lên trước ha. Chưa đâu, không được đâu. Cái đây nó nghe nè. Cái này chưa có chỗ ngồi. Được, ngồi đỡ tạm thôi. Giờ dựng nguyên đây nè để bình thường em nó ngồi thử coi sao. Có mong ngồi thử á chứ không có chạy được. Xong rồi ra đây cưng, xong rồi. Đang làm gì vậy? Đang nấu cơm hay gì? Trời ơi, là lột cơm luôn hả? Đi hẹn lại vô. Ngon dữ trời, biết làm không đó? Biết. Này chắc lột cho chồng nấu quá. Có đâu?
đó. Trời ơi, trời trời ơi, em bé bồng bông hai má hồng hồng nha, không giống búp bê quá vậy trời. Thả lên, thả lên xe luôn, thả lên xe luôn, xe ngồi sao đâu. Trời ơi, trời ơi, gọn hơn, gọn hơn luôn chị Mít Cha. Đâu chú anh chị xem nè, đó cái gì hả, chồng thương quá lát gian toàn chấm cục thịt vậy trời. Kìa, tính cho vợ ngồi chỗ nào, thấy cần quá cô chú anh chị. Dạ tạm thời cho ngồi đỡ ở đây, tại vì em chưa có lấy hàng nhiều á. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ờ ngồi đó là phải hai tay phải vịn đâu, vịn thế vịn cây quyền hả. Rồi, vịnh hai tay vịnh lại mới được, chạy sao nó sốc nha. Em đi mua cái nón lá đồ cho vợ đội nha em. Dạ. Kiếm cái yên xe cũ hay cái gì đó, cái chạy ngồi vô đó dần dần là nó chào cơm mà. Dạ. Đó, ngon lành chưa? Ô, cái xe này thì phải thả lên thả xuống rồi đó. Ừ. Vậy là mỗi lần vợ lên xe phải ẵm lên rồi đó nghe. Dạ. Ẵm lên ẵm xuống. Rồi đâu ẵm xuống coi, ẵm đi, ẵm xuống được rồi đó. Thôi xuống là tự xuống. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Ngon lành, ngon lành luôn. Dạ. Này VIP bờ gồ nha. Đi vô làm gì? Rồi đi vô đi. Làm gì đi? Làm gì? Trời ơi, đi. Thôi đi luôn đi. Vô luôn á, trời ơi, đi dễ thương không? Kìa cô chú anh chị xem kìa. Đi bủm bủm vậy nha. Ờ đi cái tay rảnh rảnh nữa bà cố. Ôi. Cái này mà sửa sạn chắc đẹp lắm nè. Đang làm cái gì đây? Quá trời cái nhà nó ngập luôn à. Chuyện con với tép hả? Mà hai bên đây á nó gác nhiều quá. Ừ. Vô anh chị nhìn nước nè, nước nâu nè. Hình dưới hầm lấp nè, thấy có cá nhóc ở chân nè. Đó. Nhà này khi nước lên cao lắm cô chú anh chị. Trời ơi, nước nè cô chú anh chị xem nè. Quyên. Dạ. Nhà có lớn không? Dạ có. Hả? Dạ có. Rồi cá hết trời cá luôn. Cá nó chạy đùng đùng nè. Đó có cần câu câu cá rô câu dính đó. Có đó có rô cá gì Quyền? Thằng ở đây văn lưới, em có khi nào văn lưới cặp nhà mình dính cá không? Có những cái chè mấy năm trước nó ngập dữ lắm rồi. Em qua bên vợ đi, qua bên vợ đi. Anh thấy đây nè. Này, này anh gắn cái miếng. Anh thấy đây có rô nhóc coi chừng á. Dạ có rô lâm tích nó con bằng cái tay nè. Ừ, vậy nè. Dạ. Chị này tép tính làm món gì mà Ngọc Quyền? Dạ canh cải. Trời, ngon lành ta. Oh. Rồi xuống đi hẳn. Canh cải nấu tép hả? Bữa nay làm tép anh mấy anh thấy nhiều quá, chứ chiều nay giả bộ mời lê mấy anh nha. Dạ mời thiệt luôn. Mời thiệt luôn hả? Thôi mời lê đi. Ở đây là ta toàn là sắn mút không đó. Nhà này ăn không chịu nổi đâu. Ăn là trôi luôn á. Bởi giỡn đâu nha. Bởi vậy hồi nãy ở ngoài kia chị Hậu Giang ăn, rồi Hậu Giang chịu ăn vô đây thế nào cũng canh ngày cuối cơm. Ở cái bữa trước vô đây thấy hai vợ chồng ăn cái bữa cơm đơn sơ mà thấy nó ngon gì đâu á. Khô chiên nữa cô chú anh chị. Ngon ha. Ngon lành. Ngon quá trời nè cô chú anh chị. Nước em đâu? Trời, đợi nước em đâu? Cầm cái bữa nay nó chuyện ngon lành trời, nước em đâu rồi ha. Em phải nói vợ phải nói chuyện với chồng đàng hoàng lại nghe lùng. Nói ngọt ngọt xíu nha. Mình ơi, nước của mình đâu? Anh ơi, nước của em đâu? Nó ngọt ngọt xíu. Đâu nói lại đi. Nói lại cái coi. Anh đang lán Quyền. Anh ơi, nước của em đâu? Kêu mình ơi, mình ơi. Anh ơi, nước của em đâu? Ừ, phải nói vậy đó. Nói chuyện với chồng cho ngọt chút xíu nghe. Chung nhiều khi những cái câu nói vui, nói của mình á, vui buồn hà là do mình nói á, đối xử với chồng mình sao đó, hiểu không? Em muốn giữ chồng hạnh phúc thì em phải nói chuyện cho nó ngọt ngào xíu. Đúng rồi. Mình nói sao mà vợ chồng nghe nó được á, hiểu không? Giống như ở ngoài mấy anh nghe không được, em nghĩ sao người chồng nó sẽ nghĩ như thế nào đó, rồi lúc đó vợ chồng nó không hạnh phúc, nó xảy ra những cái chuyện không hay á. Vợ nói gì em có buồn không hẳn? Không ha. Nhưng mà tự anh cũng là góp ý với Quyền rồi đó. Nói chuyện sửa chồng là phải kêu bằng anh. Dạ. Không có kêu bằng nó, nghe không? Dạ. Chồng là phải anh. Nhớ không? Dạ. Có quên mốt là hẳn nhắc liền nghe hẳn. Nói mấy anh nói sao em nhớ không? Ờ, hôm em đặt cái đống quay dưới đây chính con đường 700 gram á. Ghê vậy? Nửa bên tay luôn. Trời ơi, ơi. Ngon lành ha, lương đồng hả? Lương đồng. Cá nhóc cứ quẩn quẩn ra chạy giỡn rồi. Cá nhiều lắm. Này kiếm cần câu cá rô á. Hổm gà anh nghe nói là hổm gà em tập tắm sông cho vợ mà biết lộ chưa? Chưa tập. Vậy là chưa tập luôn hả?
À, bữa nào quẩn tập cho dạ tập em đi nghe, tại gần ở đây là anh thấy ao cái ao không nè, cặp mí đây là xong không á. Ở đây đâu tắm được. Ý là bị sụp đó, đi sụp chân á. Cho nên những cái ao rồi nào mình phải tập rồi cho chào vợ đi nghe. Mua cái fessy đồ vô nha. Áo chống chống chìm á. Chìm á. Sếp nấu cạch cải rồi có làm món gì nữa không Quyền? Dạ không, còn cá chiên. Còn cá chiên hả? Còn cá anh là bắt cá biển cho. Quyền sẽ xẻ tôm kiểu này anh nghi chắc tới khuya quá em. Lấy cái lần vô đó nghe nè. À, lấy cái gâu đó. Còn lành ha. Quyền nói chắc tới chiều tối chiều luôn á. Kêu chồng anh ơi làm phụ em đi. Để cho chồng cưng làm nhanh kìa. Chồng em làm. Được má trời. Sao không biết trời khi dở gì ra đồ nữa ha. Cho coi trời nha. Ơi. Giỡn với tôi hoài. Kìa. Thấy không? Từ từ thôi em, nói gì đừng có sung quá mình làm cái từ từ thôi. Vô tay. Từ từ thôi. Đâu cải đâu Quyền. Cải đó. Em lặt cải rửa rau rồi chưa? Rồi. Chắc rồi, rửa rau rồi hả? Em làm xong rồi. Rồi ngon lành. Gia đình ba người ăn nhiêu đủ không? Dạ đủ. Rồi, tôm này mua là cho. Nhiêu? 30 ngàn ha. Dạ. Gia đình sang quá ăn tôm được không ha? Tép hả? Tôm không chịu rồi. Tép. À đi bán trái cây là sáng 2 giờ chồng mới giờ thức rồi. Dạ 4 giờ. 4 giờ hả? Nhiều bán số vậy. Vậy là Quyền là quyết định là nghỉ bán vé số luôn rồi phải không? Dạ. Ủa hẳn là vừa mình bán hết luôn hay sao em? Dạ còn 15 trái. Còn 15 trái hả? À, vậy rồi. Là bán bữa nay là cũng đủ ăn uống không? Dạ, đủ. Đủ ha. Ờ, rồi lúc mà có cái cô kia là kêu hỗ trợ bán thêm sữa đậu nành hả? Dạ mai cô giao cái lưu hình tới chỗ luôn. Mai lấy đậu nành em bán. Vậy là kiểu này chắc anh phải đi kiếm cái tủ kiến cho hai vợ chồng rồi. Ở nó bán đi không hết ngày chiều rồi chị cổ lại. Vậy là bán cái đó là không sợ lỗ luôn á. Đúng rồi. Có là tại vì cô giúp mà. Người khác thì cô không lấy chứ. Còn em thì cô lấy. Wow, vậy là cô tìm tới nơi luôn hả? Cô giúp đỡ. Trời ơi. Tại vì mua khóm á, còn bốn cái khóm này cũng. Mua hết khóm luôn. Dạ. Chị ngon lắm. Ở đó chỗ đó bán đồ nành được lắm. Nếu mà lấy thì cổ lại để lại cho. Ừ. Con lành. Tại vì nhà cổ có đậu nành với tàu hủ. Mà em bán đậu nành trước thì hả từ từ thôi tàu hủ. Là ngon lành ha. Dạ. À, ngon lành quá. Bán đậu nành rồi sữa đậu hả? Cái cầu tắm sao mà nó gắt nát hết trơn vậy trời? Nó bị chạy dòng á. Trời ơi, cái này tắm người ta thấy hết. Trời. Cầu tắm gì mà lỗ không ngồi cho chú anh chị. Đỡ gì người ta đi ngồi lộn người ta thấy hết trơn à. Ở đây nhà vệ sinh đâu. Có màn gì? Không có cầu vệ sinh. Không có nhà vệ sinh luôn hả? Dạ đi ở bên kia không á, đi nhờ qua bên cây cầu này mới tới. Trời ơi, tội giếng gì nè. Rồi nửa đêm rồi cũng chạy qua bên kia nhờ luôn hả? Nửa đêm đi qua bên lãnh đi. Trời ơi, tội dữ hả? Chứ đây đâu có cầu vệ sinh đâu, đâu bắt đầu được đâu. Trời ơi, nhà tắm có miếng màn trước mà gắt te tua trên cô chú anh chị. Trời ơi nè, cô chú anh chị xem cái này nhà nè. Nè. Cái nhà tắm mà có một vách thôi mà một vách ở ngoài nó bị lủng nữa nha. Có vách nào đâu, không có vách nào. Có mặt tiền bị một cái chân. Nó thẳng lùi trước cái chân này. Bởi vì có một mặt một đó. Có mặt trước à. Ừ. Rồi mấy mặt ở sao có người đi không? Dạ không. Không thì chứ cũng có thì trong đó cái vuông không à. Kìa đây nè, đó bên đó người ta đi ngang người ta thấy hết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Phải làm lại mới được. Phải tắm bằng đêm lắm. Tắm bằng đêm không? Tắm bằng đêm chứ không được tắm bằng ngày phải không? Rồi tắm bằng đêm mà đi qua đường này nó cũng không thấy đường nữa nè, không phải chơi đâu. Dạ. À. Mà cô chú anh chị xem mấy sông mà tắm bằng đêm ở đây nè. Ừ. Tắm lộ ra nước cái nước này là cũng ở đây thì cái nước này thật ra cái nước này cũng không có được sạch nha cô chú anh chị. Mưa với ba cái gác nè. Gác quá trời rồi nó là... cái nước này nó bị hư. Phải nói là quá không được đâu nha. Nghe nước được. Ê xà tét đi. Trời, thơm quá ta. Thơm rồi đó. Ngon lành, im. Đó, hai vợ chồng quá trời quá vậy. Im luôn rồi. Hạnh phúc quá. Đó, ít ra phải vậy chứ. Hạnh phúc vậy đó.
gắng giữ vậy nha quẹ. Hạnh phúc quá bay ơi. Hạnh phúc không quẹ? Dạ hạnh. Hạnh phúc nó lớn lên cái coi. Dạ hạnh phúc. Hạnh phúc ha. Dạ. Em vô nói anh ơi em đem rau vô tới rồi nè. Anh ơi em đem rau. Ăn được. Bất cả lấy ghế bỏ đi em cầm nặng á. Ông chồng quan tâm quá. Ừ, tại ta có lòng đứng xích vô ông chồng chút đi. Đổ nước đi. Đó đi em. Kỳ vậy? Ừ, nếm kỳ vậy. Bây giờ ai là đầu bếp mới được chứ, quan trọng ai là bếp. À, làm sao ăn vậy? Để Hận nấu đi. Ừ. Làm sao ăn vậy đi đúng ha. Đúng rồi, làm sao ăn vậy? Mà chồng nấu ngon không Quyền? Nói có chung vợ chồng mà mặn lạc gì đó là cũng là chồng chồng nấu không? Không ngon, không ngon. Không ngon, chồng nấu. Ê, ê, đừng có dối lòng nha. Bữa nay đừng có bỏ muối Hận, nữa lát thử có khen ngon không? Đừng có dối lòng nha cô Rương nha. Bữa nay Hận không bỏ muối, nữa lát khen ngon thấy cảnh. Ngon lành luôn à. Ngon lành cành đào, trời thơm quá trời. À, thơm quá, xé tỏi thơm quá. Rồi sao từ 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 từ. À, trời ơi. Để mốt đường gì đó mình vô cái keo, phải không? À, gần hết mới mua được dễ. Đó, thấy vợ chồng đi bán sau một ngày mệt mỏi cái mình rút cái cọng dây quàng ra đi hả? Làm đồ ăn uống mà thấy nó hạnh phúc không? Hai chồng cùng làm. Làm gì em? Rồi rút ra để cho nó gọn đi. Ừ. Sao rồi à, lùng kính ra, kính cái quạt đó đi lùng. Kính quạt ra quyền. Cầm nổi không? Để gọn gọn chứ cầm đi. Chỗ nào để cho gọn gọn đi chứ. Để vô góc trong đi, để vô trong chân. Rồi, ừ. Đi vô cầm hai tay rồi. Đi gì cái xíu xíu đi. Cái quạt hình như cao hơn em á nghe luôn rồi. Thấy thường lắm của chú anh chị. Bình ga này mình nấu được mấy tháng hả? Dạ, bình ga này có 5 tháng rồi mà. Ồ, ngon quá ha. 5 tháng nào? 5 tháng. Có ba trăm mấy chục cành mà nấu được 5 tháng ngon ha. Thì một năm tốn có 2 bình à. Hai chồng ngày nào cũng phải vậy nha, chứ không phải là lúc mấy anh quay mới nấu ăn vậy nha. Lúc nào hai đứa cũng hạnh phúc làm mà hai chồng nếu mà có thời gian thì xúm xích người làm việc. Nghe Quyền, mình phải giữ cái hạnh phúc vậy đó. Chồng làm thì vợ khen. Ừ. Cho dù dở như thế nào, mặn như thế nào thì không có được chơi nó anh ơi. Nay hơi lố nha. Sao sửa lại chứ không được chơi. Không được có mặn. Đúng không? Nay bữa nay anh nấu hơi quá tay rồi đó. Lố tay. Chà anh nay anh mát tay quá hả? Hơi nhiều xíu. Làm sao ít lại. Rồi em vô em xào gì đi. Đó. Vậy sao đứng tới xào? Sao nãy giờ dặn nấu? Đứng được tới rồi. Đây 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 Quyền xào nè. Tao. Để em nha. Rồi để cho vợ chồng em đi mà Hận. Nãy giờ anh thấy là Quyền nó dành không à? Thôi để vợ nấu đi. Để cho nàng lùng bữa nay chỗ tài coi. Đâu, đem sao đâu? Trời ơi cầm cái muỗng kìa. Cái muỗng siêu to rồi. Rồi đi qua bên hướng bên đó ha, chứ đứng bên đây không tới. Đúng rồi. Đó niềm đó, niềm niềm đó. Cái gì vậy? Niềm niềm mà nhìn cái gì vậy? Nhìn cái đồ nước bọt. Đồ nước bọt hả? Đồ đựng hớp bọt đúng không? Đứng vô dễ em. Lấy cái ghế này đứng lên. Đúng rồi. Chồng biết ý. Trời ơi. Đó, ngon lành liền. Trời. Sát à. Vậy bây giờ sai ngược lại đó. Đúng rồi. Ngon lành. Bây giờ ai là người nấu là người đó được quyền làm cha. Không vớt bọt kìa. Vớt hồi hết nước luôn. Ủa niêm gì vậy vậy? Rồi, bây giờ mình là thợ mình phải niêm lại chứ có thiếu cái gì chứ đúng không? Đúng rồi, giờ Hận đừng có nói. Hận đừng có nói, bây giờ mình nấu rồi mình niêm lại coi là thiếu cái gì. Đó, vậy mày. Thử ra thiếu cái gì. Đúng rồi. Giờ niêm đi rồi hớt bọt. Hớt bọt. Không có dơ đâu, hớt bọt. Đúng rồi. Sạch chân rồi. Rồi. Cái đó là cái trời ơi đó là cái gạch người ta đó. Tép đó. Cái đó là cái chắc đó nha. Chắc ngon ơi. Sao rồi, cảm giác sao? Thiếu đường thêm đường. Thiếu đường có đường. Có hột ngọt chưa? Rồi hình như là chưa bỏ lô gì luôn rồi đó. Đừng có để muỗng nha. Trời ơi. Trời ơi dữ vậy. Trời ơi. Múc muỗng đường hết hồn luôn, tưởng đổ vô hết chứ. Không hình như cái này là đó. Có 2
hai ngày hết. Trời ơi. Ít ngọt chút xíu rồi. Ít ngọt chút xíu. Đừng có ngọt quá biết không? Ngọt quá cũng không có tốt đâu nghe Quyền. Ờ, hình như nãy anh không thấy em nấu canh nha, hình như cái này là cải gì? Cải chè. Cải. Không phải. Nấu cái đó gì vậy? Chè tôm cái gì á? Ừ, tại đường nhiều quá thành chè. Ừ, bữa nay nàng Lùng chỗ tài chắc là nấu cải chè quá, cô chú anh chị thấy được. Đường không múc một muỗng luôn. Nguyên miệng nhóc luôn trời. Mấy anh không cản chắc hết muỗng đường luôn quá Quyền. Em dám hết thiệt đó các bạn ơi. Mấy anh em mình không đứng ở đây là làm cái ổn rồi đó. Tính đổ hết vô luôn phải không? Cái gì không gì đừng nói không ngọt nha. Trời đất ơi. Trời ơi nấu canh giống như nấu chè vậy chị. Ít đường làm chút mốt đừng xài đường quá nhiều phải không? Đừng quậy đều lên. Tốt đâu em. Rồi nêm lại thứ coi. Có chưa ngọt thì bỏ thêm. Sao? 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 Nói nha. Chưa ngọt nha. Vừa hai. Trời ơi. Hận cười hận. Hận lần chào vừa ăn. Hận thêm mà hận. Đừng dối lòng cái hận. Đây hận thêm nè. Rồi. Em nói. Ông đừng có dối lòng, ông thương vợ, ông dối lòng nghe không được nha. Mặn mặn lạt lạt nha. Rồi, thử đi. Ngọt ngọt nha. Nói thật lòng á. Trái ý nhau nè, trái ý nhau nè. Chưa ngọt anh ơi. Chưa ngọt. Dạ. Cũng như là vừa ăn chứ không ngọt được. Không ngọt quá. À, chắc nãy bỏ thêm muối gì vậy? Có muối hay mặn nữa. Có dằn muối. Vậy là không ngọt rồi, ok. Rồi, ngon lắm. Ô, okay. Vậy là cũng biết nấu chứ bộ. Vậy là ngon rồi. Hình như không, hồi nãy mình cản lại bỏ cái miếng đường á. Mới không ngọt á. Rồi, vậy là Lùng ok đó Lùng ơi. Thôi đừng vớt bọt nữa. Ngọt đem vớt thôi, hết ăn luôn á. Quen, 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 không vớt bọt nữa. Cái đó đâu có gì đâu mà mình phải vớt. Không, phải hỏi cá đâu, có chất nhớt nữa mà vớt. Ừ, rồi, bỏ cái rau vô đây. Nè, nó vô. Vô. Ngon lành. Ủa cải gì hả? Không cắt ra để không gì sọc rồi trời. Không, cải nó quéo lại nhỏ xíu à. Nhỏ xíu à, cải này cải nhíp. Cải nhíp hả? Cải nhíp. Cải nhíp kiểu người dân tộc á. À, cây nhíp từ nào mới nghe ta? Không thiệt, cái cải này thấy cái này của người dân tộc á. Đâu cái cầm lên cái cọng cải anh cho cái quyển thằng cộng này thôi. Nè cô chú anh chị. Ủa sao cọng cải sao lạ quá vậy? Thấy luôn á. Ngon lắm. Không, dạ thằng gì? Ủa. Nè nó xà lách đó. Này về mới đâu. Không nó giống như họ xà lách nhưng mà kêu bằng cải nhíp hả? Cái này cải nhíp, kêu bằng nhíp cải. Từ nào cái này của người dân tộc ăn không à? Bậy, người nào ăn không được, sao nói người dân tộc? Ăn được. Người nào ăn không được, sao nói người dân tộc? Ăn chưa biết thôi. Chưa, chút xíu đi chơi chín cái chạy. Thì vậy là chín rồi đó. Cải là đâu có nấu lâu. Nấu lâu. Cái nó gục quá là nó dở lắm. Nó ngon phải không? Rồi bỏ tiêu phải không? Đừng có bỏ hết bọc nha. Được rồi thôi. Rồi được rồi, là chín vừa tắt lửa là được rồi đấy em. Rồi đóng nêm lại cái coi. À, ngon rồi đó. Ngon chưa? Sao? Vừa nè. Ngon rồi đúng không? Đưa Giang nêm thử coi. Đưa trên Mạnh làm muỗng thử coi vừa không Mạnh. Ngon dữ chưa nha. Rồi quá ok. Tao quay ra cây thợ nấu. Sao vậy? Rồi chấm nhiêu điểm? Cho tự cho điểm là cỡ được nhiêu? 10. Trời ơi. Trời ơi dữ chi. Rồi đó. Rồi ăn vậy thôi đó hả? Dạ. Thôi dọn cơm ăn luôn đi lấy nắp gì nữa. Chỉ có canh vậy thôi, có cá mắm gì không? Cá chiên còn á. Rồi. À, chiên nha. Thôi dọn cơm ăn luôn đi. Ăn dọn. Mặn luôn hay lại chút mặn hay là ăn xíu đi ăn, ăn xíu đi ăn để nói tụi anh hỏi thăm nghe nghe chuyện cái ngon vậy ăn chút ăn chút mặn phải không cá chiên nè rồi giờ nè để nồi canh nó đi rồi chút hai chọn mặn nha ừ mặn rồi bây giờ đi ra ngồi giờ nói chuyện với con rồi mấy anh em chào cô hay cô chào dạ à, thì cô ơi tụi cho tụi con hỏi cái này ha, cái đây là không phải là ý của tụi con là ý của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, đặc biệt là anh Hùng ở bên Canada. Yeah. Ảnh là kêu con á là hỏi cái miếng đất này là của ai? Của nhà. Của nhà hả? Thì hồi sáng á, hồi sáng là con nghe Quyền nói là cái đất này là của người cậu. Cũng như đất này cũng như cốt cụ ở đó giờ là đất cát ở đây đó giờ là của bà già để lại. Để lại cho cậu hay là cho cô? Để lại cũng như hồi đó sang mà cũng như còn chỗ cái nằm mộ này để lại ở. Cô phải nói là chính xác là cô. Bây giờ miếng đất này là để lại đồng ý là nền ở nhưng mà cho cậu hay là cho cô? Bây giờ nói cho dễ nè, ai đứng trên cái miếng ai sở hữu, ai đứng trên sở hữu miếng đất này? Bằng khoảng ai đứng? Người anh với đứng tên. Ờ. Người anh hả? À? Bây giờ mình phải liên hệ với người anh đó là phải liên hệ. Có liên hệ rồi. Không, phải trực tiếp.
đúng rồi. Không không, bây giờ cứ tụi con hỏi thăm một xíu thôi, còn cái đó thì để tính sau nữa đi đó. Thì nếu mà anh Hùng á, ảnh cũng muốn hỗ trợ rồi, cái người anh của cô hả? Anh của cô có chịu mà làm giấy tờ là để là cái miếng đất này là cho cô không? Để đâu hạn chạy với kêu cô Bảy lên cái hạn. Cái này cô mới quan điểm ý kiến cô đấy. Cứ nói theo cái ý nghĩa của mình thôi. Để cho ẩn. Dạ, vậy sẵn sàng làm giấy tờ. Đúng. Dạ. Đừng con, đừng gửi con. Vậy là cái này là mình không có nói vậy được. Bị là cái miếng đất này là cái người cậu đứng tên. Thì người tức là đất của cậu thì đất cậu. Ừ. Tức là nhưng bây giờ người cậu là... phải cho mà làm đất làm giấy là phải cho. Đúng bây rồi. Giờ, đúng rồi. Thuộc quyền sở hữu của cô, nó hơi khó cái đó. Không, ý là bây giờ không cần thiết là phải cho, ví dụ như cho một phần. Ừ. Còn hai là làm giấy là nói ừ đất này để cho cô hoặc là em Quyền cho cô ở sống bao tới đây hết đời. Ừ. Đó. Cái đó cũng không cần thiết là phải nói đúng là rồi, để cho nhưng mà mình làm giấy để là sống hết đời. Đúng rồi, về mình đem ra chính quyền ở địa phương xác nhận. Đúng rồi. Dạ, là bên cậu là có bên anh cô là có thể đất vẫn là của cậu, đất vẫn là của cậu. À, nhưng mà cho mấy mẹ con ở hết đời thôi. Hết đời. Đúng rồi. Đó. Dạ. Chứ không nhất thiết là phải sang nhượng. Cái này là cũng không có sang. Bữa ổn em có nghe cậu ấy nói là đất này cho ở nhưng mà chừng nào tới chết thì thôi. Đó, không có lấy lợi. Là hết đời đó. Hết đời đó. Có ai đời của mẹ hay là đời của con mới quan trọng? Đời của em luôn. Đời của em luôn. Đời luôn cả. Nếu mà mẹ em là nữa có ra đời thì em vẫn ở đây. Mẹ qua. Qua đời. Mẹ nói thời đất. Thẳng vô ngồi luôn đi. Vô ngồi luôn đi em. Lấy tấm thớt ra, em vô đây ngồi luôn đi. Thật sự thì anh Hùng với cô Hạnh Nghiêm rất là thương hai vợ chồng Hạnh với em Quyền, thương lắm luôn. Đó, ở đây bà con bây giờ hổng gà thấy là bà con xóm chợ gần xa đều ai cũng đều thương hai vợ chồng hết. À, Quyền nè, thì em cũng đừng, cái lời nói của mình cũng phải sửa lại một tí ha. Mình đừng có nói cho những cái lời mà người chồng của mình nó buồn, biết không? Ừ, đừng kêu nó nha, mình nói ngọt có sao đâu. Em giữ chồng thì em phải nói chuyện cho nó ngon lành lại chút xíu, mình phụ nữ mà ngọt. Ví dụ như anh cũng vậy, anh phái người ta nó ngọt mình mỏng chút xíu. Hằng sao có thích nghe mà vợ nói chuyện ngọt ngào không? Dạ. À, khỏi, dạ, em chẳng biết là khỏi. À, thích là được, đúng. Hầu như đàn ông ai cũng vậy, kể cả anh tụi anh cũng vậy. Bây giờ chỉnh Quyền á, thì nói Hận luôn, Hận không có nói chuyện sẵn lè với vợ. Chính xác. Không, không có nói chuyện me chua chát ở trong chồng. Đúng rồi. Đúng rồi. Vấn đề này Hận cũng có góp ý với em Hận. Thì hai đứa sửa đổi chứ có gì đâu. Mình vì nhau, mình thương nhau là sửa đổi, đúng không? À, mấy anh lúc nào cũng muốn nhìn thấy là hai đứa em hạnh phúc hết. Bữa nay đang cái lúc tụi anh ghi hình mà trong lúc mà không có tụi anh ở đây cũng gì ha. Bữa nay đi làm cả ngày mặt cái vỏ lột da hết rồi ha. Da trơn rồi, tội nghiệp lắm cô chú anh chị. Nhưng mà cái video này á, là quan trọng là cô đó, thì Mạnh Quân có ngỏ ý là hỗ trợ cho cô được cái nhà che nắng che mưa, nhưng mà mấy tụi con không biết là cái nhà được bao nhiêu tiền, nhưng mà đủ để che nắng che mưa. Dạ. Thì đó, nhưng mà cái là quan trọng nữa là cái nền đất mình ở, thì ở đây thì cô cứ liên hệ với anh ruột của mình. Và nếu như mà thỏa thuận đâu đó ok thì phải cho mấy tụi con có một cái tờ giấy để chính quyền xác nhận là cậu phải bảo đảm cho cô với bé Quyền, bé Quyền đây là ở với em Hạnh hết đời. Thì mấy tụi con mới thực hiện được cái nguyện vọng của anh Quân. Con nghĩ cái tờ giấy đó thì chắc phải đi ra xã ủy ban gì đó. Đúng rồi, đó. Phải xác nhận. Để đó. Xác nhận đó. Dạ, rồi là cậu giữ một tờ, rồi bên đây cô giữ một tờ. Dạ. Tại vì bây giờ mình Mạnh Thường Quân người ta, ví dụ như anh Hùng hoặc là những anh chị Mạnh Thường Quân, người ta hỗ trợ cắt nhà xong rồi người cậu lấy lại rồi làm sao? Đó mình không đúng nói được, đất của cậu nói được. Dạ. Nên là phải có giấy tờ đàng hoàng, hợp lại, hợp pháp. Đúng rồi, nói phải. Khi mà tụi con hay được cái tin này, tụi con rất là mừng cho gia đình của cô luôn. Dạ, tại vì thấy cái nhà mình thứ nhất là nó ngập gì, rồi mưa nó cũng tạt, thì cái nền nó cũng ngập như nãy. Cái quan trọng là cái nền, dạ, đừng có ngập là ok à. Dạ. Đó nè, nhà có cha con của Quyền nữa cô chú anh chị. Hai cái phần mộ nằm hai bên luôn mà nước ngập lên nửa mộ luôn á. Cái mã của anh nó nằm ngoài đó, mưa lớn là ngập hết trơn. Ngập tới trên luôn cái mã luôn. Ngập lên luôn hả? Ngập lên luôn, bởi vì cái mã của anh á là anh của ai cô? Anh của Quyền à. Vậy đó hả? Ờ, vậy là mắc hả? Dạ, mắc lúc nhỏ hơn cô. Mắc cũng mười mấy. Cô là hắn là cô được mấy người con? Ba. Dạ. Ba mà cũng như mắc thằng lớn này còn hai
do cô không có điều kiện hay sao mà cô không có lấy cốt lên để mà cái chỗ nào nơi cao cao một chút? Bởi vì không có điều kiện. Dạ. Yeah. Yeah. Hồi trước giờ á? Không có điều kiện, bởi vì mình lấy tới Thanh Minh mình lấy cốt lên thì cũng phải có tiền. Dạ. Yeah. Mà ngày nào ăn ngày nấy đâu có tiền đâu mà lấy cốt nó lên để mình cắt xây lại. Chứ đợi mình thấy màu mã mà nước ngập vậy mình thấy tội vậy. Nhỏ cốt mà đó, cái đó là nhỏ nhất luôn cô, nhỏ xíu quá. Ở đây bây giờ cô chú anh chị xem. Tại vì cái đường vô hiện bây giờ thì ngập khoảng cái đường lậu vô là ngập khoảng một tấc rồi, còn ở ngoài đó là thấp hả cô? Ngoài ngoài thấp nữa, ngoài ngoài mưa lớn lên cái là ngập lên cái mã, cái mấy cái mã này là lên nửa mã luôn đó. Vậy đó hả cô? Mã bự đó đó, còn mã nhỏ của anh đó ở ngoài đó thì ngập luôn. Dạ. Để xíu tụi con ra ngoài rồi quay thử cho khán giả. Có gì lội ra đó thì sao, sâu lắm không có được đâu. Ở đây bước đi ra chỗ nền mộ này cái dòm thấy cái mã nó nằm mép ngoài đó, cái mã nhỏ xíu ngoài đó còn nó lên. Hồi đó là anh của Quyền mắc rồi, bao nhiêu tuổi giờ cô? 12 tuổi. Dạ. Tắm dưới sông chết sông này nè. Dạ. Là tắm sông mắt ha. Tắm sông mắt. Dạ. Rồi sao Quyền bữa nay thấy cảm nhận sao? Em bán thấy hạnh phúc hơn hay là đi bán với chồng vui hơn? Bán chồng nó lớn rồi ha. Nhưng mà không được đi bán với số nữa thì thật ra có buồn không, nói thiệt đi. Ừ. Đúng rồi. Chắc nói vậy chứ cũng buồn chứ. Cái nghề hồi trước giờ anh hiểu, anh hiểu rồi. Cảm giác đó. Em quen với công việc đó rồi. Nhưng mà cái trường hợp em bán hoài kiểu này là em ôm hoài từ nó sẽ thâm. Đúng không? Bây giờ hai vợ chồng là bà con sớm ghi người ta biết rất là nhiều rồi, nó lan rộng ra là bà con người ta sẽ ủng hộ hai vợ chồng, lúc đó thì mình sẽ ngon lành hơn bán. Nhiều khi ngày là chồng lời mấy trăm ngàn. Biết đâu mai mốt hẳn mở công ty rồi sao? Biết đâu mở công ty hai thành viên nữa sao? Có hai người thôi. Nói hoài vậy nó bán lúc trước nó bán nó ôm lần cả trăm ngoài luôn á. Trời ơi, ôm lần trăm mấy luôn hả? Tôi nói thôi nghỉ bán đi, đi về coi hẳn nó có đi 120 tờ. Bán cái gì đó rồi đi theo nó bán mà anh có tiền ôm không? Trăm ngoài tờ luôn á. Anh nghĩ chắc em ôm miết. Bởi vì anh đi ban ngày anh đi số ghiếc rồi đâu tối đâu ôm chồng. lo suy nghĩ bữa nay trốn đằng nhà quan, mai lên leo dừa trốn. Đâu bữa em trốn rồi bây giờ em quay lại em trốn lại một lần nữa coi. Trốn em lú cái đầu ra lú sao. Lú cái đầu sao đây nè. Người kia cười quá trời. Bữa chui vô nhà quan trốn nữa chứ. Trốn ở đây là không ai thấy đâu nha. Lú cái đầu ra hả? Chuyến chợ ai cũng cười. Mà xem ai cũng cười. Trốn nợ mà mấy anh ghi hình đấy. Chừng nào chú nợ vô em chạy hướng này đó. Chỉ lại chỗ trốn luôn. Cậu nói bảnh và quay lên cậu nó coi đó. Cậu nó hỏi làm gì mà nói chung nhà quan nó trốn dữ. Nó nợ đòi mà. Canh lú ra. Nó thiếu nợ vậy chứ nó chờ người ta lên đòi đi vô nhà quan trốn. Cậu nó cười bảnh. Ẩn cơm chưa? Bữa đó trốn mà có ngủ chồng trốn chung không? Không ha. Trốn mình hả? Dám ngủ. Dám ngủ. Có đứa con gái nào của chú anh chị? Thấy thường quá ha. Nhiều tháng thì Quyền con của em á? Hai mấy tháng rồi. Tháng thì hai tuổi mấy rồi ha? Hai tuổi mấy rồi. Ngon lành rồi. Đó thì vậy thì cũng hỏi cô về vấn đề để mà biết cái nhà cửa như thế nào đó. Ha cô. Đó. Sao hạnh nghe tin vậy vui không cưng? Vui ha. Mừng hả? Thì cũng có cái chị ở bên Canada đó cũng nói là hỗ trợ cho em làm lại cái phần mộ của mẹ của em ở quê đó. Ở quê đó, ở quê quê nhà ở Kiên Giang á. Là chừng nào ý là em muốn chừng nào nói sẵn nói ở đây luôn. Dạ Thanh Minh mới làm được. Thanh Minh à? Dạ, hỗ trợ nó rồi nó làm hốt ngang được. Rồi vậy là tới Thanh Minh. Dạ. Lúc đó thì anh sẽ liên hệ với chị gái đó. Dạ. Nhưng mà Mạnh Quân nói là hỗ trợ ở nhà chứ không có hỗ trợ phòng ngủ nha, phòng ngủ tự hai chồng lo nha. Sao vậy? Cười cười ra cái nhà rồi. Nó yêu cậu có cái nhà được rồi, nóc che được rồi. Có cái nóc che được rồi. Dạ, đừng có mưa dột đó thôi ha. Không, anh Hùng bên Canada á, anh nói Mạnh ơi, em á có mà cắt cái nhà cho Quyền với em Hằng á thì em làm lại cái phòng cách âm. Đừng nghe. Đừng tối hai chồng ôm nè. Người ngoài sao? Không có nghe được. Cách âm hả, để âm. Sao cũng được. Sao cũng được. Khoái. Giận.
bình thường thôi. Sao mà còn mắc cỡ e thẹn quá kìa kìa. Thôi bây giờ gì đi. Cắt móng tay rồi. Để cho hai đứa vô dọn cơm đi, cũng tối rồi. Để đây cũng mủi lắm. Vô dọn cơm đi ăn đi. Vậy cả nhà vô ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Cả nhà mình ăn cơm đi ha. Ăn cơm đi ha. Em dọn chén nha, anh dọn cơm. Trời ơi, dọn chén anh dọn cơm rồi. Ngon lành ha. Cái tô đây. Em đem cái tô vô đây. Có canh là có tô à. Có canh là có tô ha. Gia đình được mấy cái tô? Gia được đô 2-3 cái. 2-3 cái hả? Tô đó mua nó phóng người ta cho. Cho không phải mua nữa à. Ủa sao mà bữa nay có mời mấy anh ăn không? Sao có 2 chén cho Quyền? Dạ có. Nó chơi thôi, nó chơi thôi. Ủa cái chua được cơm nha. Thôi đừng lấy chén nữa. Đừng lấy chén nữa, tôi anh không có ăn. Ở đây cũng có cô Hạnh Nghiêm nè, hỏi gia đình muốn thờ mẹ Quan Âm không? Dạ, có thờ rồi. Hả? Có hả? À? À, có. Dạ. Có thờ rồi ha. Có thờ mẹ rồi kìa. Cái này hình chứ không phải tượng. Ờ, hình. Thì hình với tượng thì cũng vậy thôi. Mình thờ tạm. Tín ngưỡng mà. Hình hay tượng thì cũng Phật Quan Âm mà. Cái này mình sẽ để ngoài mưa mà nắng, em thấy ấy gì nên em thờ. Không, vậy là quý á. Là quý, vậy mới trân trọng đó em. Tại vì cái cô kia cách nhà đó rồi ổn mà mưa mà nắng á. Ở đằng kia kìa, người ta cắt cái nhà lên người ta để mà mưa mà nắng á, tôi thấy quý gì đó. Không, vậy là quý lắm á. Vậy là để ngoài mưa cái mình đem về ha. Với bà cổ thiên bếp đây nè, tôi cũng đẳng về luôn á. Dạ, vậy là tốt lắm á cô ơi. Hai hai chồng ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Cái gì cái chén mà. Sao không có nước canh gì để Trang ăn vậy cho nó mát. Có mà em không ăn canh nhiều. Không ăn canh Quyền nhiều hả? Ăn canh. Quyền ăn canh đi em, cho mau lớn em. Quyền. Dạ. Ăn canh rồi vô cho mau lớn kìa. Con cá trường anh em. Em lấy khía ăn. Ăn bà khía luôn. Cái ghế này qua bên kia cưng. Quyền. À, bên kia Quyền. Bên kia hay nào bên kia. Hết bà khía rồi, cô ăn hết bà khía rồi. Gấp được không? Ê, cái chân chầm chầm, cái chân đổ cái chảo nha. Chưa mẹ ăn con ha. Chưa mẹ ăn con ha. Trời ơi. Bói một miếng trang chút canh cho con gái rồi nè. Ngon lành. Có chén nè. Gạo nấu ngon quá ha. Này giờ ghế qua bệnh thôi. Ít ít thôi, miếng được rồi, đừng nhiều quá, ăn hết. Cái bụi cơm đạm bạc, đơn sơ có vợ chồng ăn vừa điện với cô chú anh chị. Ừ, mâm hết rồi. À. Chơi, đầm ấm, gia đình, hạnh phúc theo Quyền. Chăn nước không hả ngơi? Ngon lành. Ngon lành, canh đào không? Dạ, vừa vừa thôi, đừng có chai đầy quá. Mấy muỗng chan canh. Mấy muỗng có nước đâu chan canh. Có không? Khô quá vậy? Để anh mời bố anh ăn cơm. Ừ, rồi. Rồi. Mời đi, sớm giờ mới cho anh ăn cái đầu đó. Mời ông bà cô chú mời khán giả luôn nè. Dạ, ông bà cô chú ăn cơm con nước dạ. Anh ăn cơm gì? Rồi, ăn đi tôi bốn tụi anh đang đói nè. Nói chung là chiều giờ tụi anh cũng chưa ăn gì trơn em. Đâu có ăn gì đâu đói. Quá trời hay cơm ít quá sao mà anh bào hết kìa. Không, hồi nãy nói chung hồi nãy mấy tụi anh có ăn mì xào bọc rồi. Mì xào bọc. Mì xào bọc. Bỏ mì vô cái bọc á. Tại vì tụi anh mua đó đâu có gì đâu, có tô chén gì đâu rồi để vô bọc ăn. Rồi hai chồng ăn cơm đi. Ăn ngon miệng nha. Mời anh Mạnh đi Hùng. Ừ, ăn đi. Ăn cơm với em. Rồi, hai chồng em ăn. Hai chồng cũng chén rồi, vô ngủ rồi cũng có coi, cũng hai cũng vô rồi nó ăn ngon lành vậy trời. Quyền cái này thấy yêu đời quá. Yêu đời không Quyền? Thấy vui hơn lúc trước nhiều không em? Vui. Vui dữ ha. Dạ. Vui dữ chưa? Dữ. Dữ rồi. Hôm sáng giờ mấy cô ở chợ nói là nghe nói là hai vợ chồng Quyền với anh Thẳng á chuẩn bị đám cưới hả? Nó dạ chuẩn bị rồi, sắp đám cưới tới nơi rồi, nó nhớ mời với nghe. Có mời không kìa? Dạ, có. Có đó. Dạ, tổ chức đám cưới linh đình luôn nghe. Thì ở đây thì cũng xin thông báo cho bà con cô bác láng giềng chợ, ngoài chợ và không trong chợ gì đó. Nếu mà bà con nào có được thiệp mời của nàng Lùng thì đi thì nói chung mình cũng có mặt là vui rồi. Mỗi người 500 thôi. Gói ghém, gói ghém cho nó gọn. Mời khoảng làm nhiều bàn lùng. 50 thôi. Hai mâm hả? Phải làm mấy chục bàn. Phải làm đám cưới lớn nhất từ trước tới nay. Dài lắm, có chỗ ngồi. Hả? Dạ, không có chỗ ngồi hả? Lúc đó mình đãi nhà hàng luôn. Hả? Mình đãi đơn sơ được. Đơn sơ là hai bàn thôi à. Nội YouTube hết bàn rồi. Như thí dụ như tôm hấp nước dừa nè, gà tiệm thuốc bắc đồ, trứng chiên hột vịt luộc rồi đó. Ừ.
cái món đơn sơ và lộng lẫy đó. À, nói chung cũng gán thì anh sẽ xin cô Hạnh Nghiêm tặng cho hai vợ chồng một cặp nhẫn cưới. Nếu mà hai vợ chồng đám cưới thì anh sẽ xin cô Hạnh Nghiêm, đặc biệt xin cô Hạnh Nghiêm luôn, cái này là anh xin cô Hạnh Nghiêm cho hai vợ chồng một cặp nhẫn cưới Long Phụng. Biết không? Em biết Long Phụng không? Không. Rồi nếu mà hai vợ chồng đồng ý chịu tổ chức thì mới có nhẫn cưới nghe. Ừ. Nói chung là có tổ chức đám cưới thì mới có nhẫn cưới. Đúng rồi. Cái này là anh lên tiếng luôn á, anh xin cho hai vợ chồng em luôn một cặp nhẫn cưới. Chứ không phải là hứa đó, không có đám cưới là có nhẫn cưới đâu nghe. Phải không? Phải không Quyền? Có nhẫn cưới em cảm nhận phải không? Dạ, phải. Phải lắm ha. Ngủ tối có mơ không? Dạ không. Không, phải mà tối không mơ. Khổ quá. Chứ dù mơ cũng đâu thấy đâu. Mơ cũng đâu có. Mơ cũng không có ha. Thôi mình cũng tối rồi, để cho hai đứa em ăn cơm đi. Chứ tôi đứng đây nuốt nước mấy chịu mỏi không ạ? Thôi vậy cô chú anh chị ơi, nói. Chắc có lẽ là mấy anh em xin kết thúc video đây quá. Chứ bây giờ mà để dừng lại video hai anh em mà ăn cơm hoài mà mấy anh em ở đây thì chưa ăn thì nó cũng hơi khó chịu. Chắc có lẽ thì tạm dừng để mà đi ăn cơm. Rồi bây giờ hai vợ chồng chúc ông bà cô chú đi làm sao? Rằng mình kết thúc cái video nè. Bà cô chú có nhiều sức khỏe. Làm ăn sao? Làm ăn có nhiều tiền. Có nhiều tiền ha. Luôn luôn có nhiều may mắn, gặp nhiều may mắn ha. Rồi bé Quyền chúc sao? Chúc sao cưng? Dạ. Em chúc mấy cô mấy chú thật nhiều hạnh phúc. Nhiều hạnh phúc ha. Happy New Year. Rồi thôi thì mấy rồi, hai đứa ăn cơm đi, hai đứa cùng ly kết thúc rồi, cùng ly nè. Cho Quyền với em Hằng một like, một lượt chia sẻ nha. Rồi hẹn rồi, cô chú anh chị video sau à.